Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc không chỉ được biết đến với các sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới, mà còn là một thị trường tiêu thụ rất lớn các sản phẩm về làm đẹp. Thói quen sử dụng mỹ phẩm không chỉ đối với nữ giới mà cả nam giới. Vậy đâu là lý do dẫn tới thói quen này? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự của chúng tôi do nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc thực hiện. Trên đường phố, trung tâm thương mại, siêu thị hay chợ tại Hàn Quốc, bạn sẽ thấy rất nhiều cửa hàng bán đồ mỹ phẩm. Từ các sản phẩm chăm sóc da như mặt nạ, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm cho tới phấn, son môi, các sản phẩm chăm sóc tóc. Và không khó để bạn có thể lựa chọn các sản phẩm mỹ phẩm ưng ý và phù hợp với người tiêu dùng. Xin chào khán giả của truyền hình Thông tấn. Hiện tôi đang đứng trước một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm trên con phố đi bộ ở thủ đô Seoul. Có rất nhiều khách tới đây để mua mỹ phẩm cho mình hay làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Và điều đặc biệt là có nhiều khách hàng là nam giới. Sử dụng mỹ phẩm đã trở thành thói quen của người dân xứ sở Kim Chi, không chỉ nữ và cả nam giới nữa. Không chỉ có người trẻ tuổi mà cả trẻ em và người lớn tuổi cũng sử dụng mỹ phẩm ở Hàn Quốc vì một trong những lý do chính là khí hậu khô. Điều này làm cho ngành công nghiệp mỹ phẩm của Hàn Quốc K-Beauty trở nên rất phát triển và trở thành một ngành thương mại vô cùng phát triển. Tôi nghĩ vẻ ưa nhìn là một trong những lợi thế, do đó tôi muốn mình trông thật xinh đẹp, trẻ trung hơn và để như vậy tôi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da hàng ngày. Tôi nghĩ ngày nay điều quan trọng là nam giới cần phải biết chăm sóc bản thân và làm đẹp mình cũng là một phần của điều đó. Vì vậy tôi sử dụng mỹ phẩm hàng ngày. Và lại tôi nghĩ rằng nước da đẹp có thể tạo ấn tượng tốt với những người xung quanh và giúp chúng ta trong cuộc sống. Nói đến các sản phẩm điện tử của Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ đến Samsung hay LG. Còn nhắc đến mỹ phẩm, người Hàn tự hào với Amore Pacific, hãng mỹ phẩm nổi danh với các thương hiệu từ cao cấp như Sunwasu cho tới thương hiệu bình dân hơn như Laneige hay Innisfree. Tập đoàn mỹ phẩm này được thành lập từ năm 1945 và điều đặc biệt là sản phẩm đầu tay của tập đoàn lại là sản phẩm phục vụ nam giới. Bạn biết đấy, ở Hàn Quốc, vào mùa đông và mùa thu khí hậu rất khô nên tôi phải sử dụng đồ dưỡng ẩm hàng ngày. Đã qua rồi thời đóng tàu và công nghiệp nặng là ngôi sao sáng của nền kinh tế Hàn Quốc. Nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng tăng ở trong nước và cả ở châu Á đã kích hoạt ngành mỹ phẩm Hàn Quốc bùng nổ. Nhờ đó, quốc gia này mới có thể vượt qua thời kỳ suy sụp ngành công nghiệp nặng và đóng tàu, từng là nguồn tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế 1.400 tỷ đô la